Chị của chú quay trở lại kênh Viết Phụ. Nay em có đi đến quầy đồ cũ cuối tuần này, thì lại như cuối tuần em đi đến quầy đồ cũ thì cũng có một số em hôm nay thì sẽ quay một số em âm ly cho quý vị anh chị của chú cùng tham khảo. Nói chung đồ nó rất nhiều, nhưng mà cũng có những đồ mà ở Việt Nam mình hay chơi, cũng có những đồ ở Việt Nam mình không hay chơi. Thì trước tiên thì em xin nhắc lại một chút là các bác hỏi là mua hàng thanh toán ở Việt Nam cho ai, thì em xin nhắc lại là thanh toán tất cả qua số điện thoại, số tài khoản của Việt Phú tại Việt Nam, thì qua số tài khoản Agribank hoặc là Vietcombank, thì có Facebook và số điện thoại em có để trên video, điện thoại là Zalo, số điện thoại nhận bảng của em luôn, thì quý vị anh chị của chú liên hệ qua đấy giúp em. Chứ nhiều anh chị của chú vào xem video rồi bình luận cho số điện thoại, cho Zalo, em thấy hơi khó hiểu một chút, rõ ràng rất to trên video rồi. Đây, nhưng mà lên một chút thì em xin quay một số em cho vị anh chị của chú cùng xem. Ở đây là một em Pioneer đầu CD, Preza Player CD thì chắc là thôi em cũng không quay kỹ. Pioneer VDT0AT03 có giá 12.000, 13.200 cả thuế, sản xuất 1993, bảo hành 3 tháng, 13.200 tương đương khoảng tầm 2 triệu 8 8 đồng nha quý vị nhé. Giá bên này nhé, con này cỡ nặng tầm 5-6 cân đấy, thì nó mất tầm 1 triệu cước về về Việt Nam. Đấy quý vị, các anh chị cứ tính 220.000 một một cân về Việt Nam. Nên giúp em, này cước nó lại lên được vị ạ. Khó khăn lắm. Không không như trước nữa, trước 200 giờ lại 202 rồi. Còn tiền giá Nhật so với Việt Nam thì cứ một đồng yên Nhật thì đổi tới 200 219, 218, 220 đồng Việt Nam tùy vào thời điểm. Nên đây là có một em Foster River Unit, model là 31 80. Giá là 22.000 cả thuế. Còn lại có hai kênh của viện. Sắt âm ok hết rồi. Bảo hành 3 tháng. Một kênh, hai kênh, vào ra. Đấy. Fortech 3180 cho viện. Dưới thì có một em DCD giải mã 24 của thằng Đờ Nông DCD 1500AE quý vị này. Nhiều anh cũng hỏi con này. Con này thì nó rất là đẹp, đầy đủ hết cả remote, dây, jack. Ngoại hình nó rất là đẹp. Các nút phím, các mặt LED hiện thị đều rất là đẹp. Giá hiện tại Nhật của nó là 38.500 sau thuế. Thì nó tương đương với khoảng tầm 8 triệu Việt Nam đồng tại Nhật rồi. Con này nó nặng tầm 8 đến 10 cân gì đó, nếu em không nhầm thì nó mất tầm 2 triệu cước đó, nó là 10 triệu, khá đắt so với quý vị anh chị mua ở Việt Nam. Được cái là hàng này thì nó chuẩn hơn, và có thể là nó chuẩn hơn, cũng chưa chắc là chuẩn hơn hàng ở Việt Nam, tùy những cái. Nhiều bác cũng mua xách tay ở quán gửi về thì nó cũng chắc như vậy thôi. Đấy, thứ hai nữa là nó chắc hơn cái hàng bãi, nó chắc. Còn hàng ở nhiều bác mua shop gửi về thì nó cũng như vậy à. DCD 1500AE nha quý vị nhé. Tiếp theo là một em Marang này, Marang ở dưới này. Marang UD 8004 FB 49.500 cả thuế. Tương khoảng tầm 10 triệu rưỡi 11 triệu Việt Nam đồng. Hàng này thì có DVD, CD, có SACD luôn. Phụ kiện thì có hộp, có sách, có remote control, đầy đủ hết, có dây điện luôn. Hàng cũ thì đây có phụ kiện đi kèm này. Còn hộp người ta để riêng rồi. Đi kèm thì không thể tránh được những cái cũ, không thể tránh được những cái xước. Bảo hành thì vẫn là 3 tháng. Màu đen UD 8004 như vậy nhá. Mặt LED rồi cộng DVD, CD. Tất cả check đều ok hết. Ở đây nó có một cái là gì đây? Bruder cử là cái deck cử là cái cộng này nó mở hơi bị lâu
free dự nó khi mà mình mở nó bị đơ một chút này. Free dự stay mà Kotoari nghĩa là nó bị khi mà nó mở cái cổng này, cái cửa CD này nó bị đơ một chút, nhưng mà chắc là cũng không vấn đề gì lắm. Dưới này là một em Tiak, có thể con này mới đi Việt Nam nên MD5, con này giá mới là 50.000 chưa thuế, giá cũ là 11.000 cả thuế, thì hưởng tương đương là 2,4 triệu Việt Nam đồng. MDLP này thì tần số từ 20.000 đến 20.000 Hz cộng trừ 0,5 dB. Mini deck MD5, cái này có cổng đĩa mini, đĩa mềm, đĩa MD. Đây là mặt CD, mặt LED, gần thôi chắc không quay kỹ. Sau này có mấy em Beyonder thì nhiều bác hỏi mấy em Beyonder, nhất là anh Kiên ở Thế Bình, khách quen của em cũng hay hỏi về Beyonder. Đầu tiên đây là một em Pioneer VSAC 502. Đây là một cái em âm ly AV đa kênh, audio video multi channel amplio VSAC 502. Đấy. Còn rất đẹp chứ. Con này có giá 5.000 một điện. Con này vừa là âm ly vừa là âm ly đa kênh, xem phim nghe nhạc. Nút này thì hơi bị rít một chút nhỉ, chắc còn có cái dán trên nó dính lại nên nó bị rít thôi chứ không vấn đề gì đâu. Nó 100W nhưng với 6 cộng nhập lực à thế. Nói chung là các cái chức năng đều ok hết. 5.500 cả thuế, nó được khoảng tầm 1,2 triệu gì đấy. Sản xuất 2004, bảo hành 3 tháng, khá là đẹp nha quý vị nhé. Phụ kiện đi kèm nó đầy đủ hết nhá. Đấy. Rồi, cái này là em kêu ăn kêu to vậy thế em chả quay đâu. To quá. Quay được thôi nhưng mà to thì thành ra là cái cước cao thì kén quý vị cũng kén xem thôi em thôi. À đây là một em Pioneer AD1. Direct Energy MOS nha quý vị nhé, AD1. Giá mới là 26.800, tương đương khoảng tầm 5,5 triệu, 5,4 triệu. Và giá cũ 16.500, tương đương khoảng tầm 3,4 triệu. Sản xuất năm 2000, bảo hành 3 tháng. Pioneer AD1. Đây một con âm ly khá là đẹp. Đây, các nút chỉnh người ta bọc trong ba nên là không phải được. Xem nặng không? À, con này nó nhẹ thôi, tầm 4 cân gì đó. Con này made in Malaysia nha quý vị nha, Malaysia nha. 110W, 100V, 110W, 50-60Hz nha quý vị nha, đầy đủ thông tin luôn. Đầy đủ thông tin, con này đẹp, dễ chơi. Đấy, thì Kiên Thái Bình xem là kiểu video này thì liên hệ lại cho em nhé. Xung quanh giờ có mấy ông khách xem nên em ngại nói to. Đây một em Onkyo nữa, con này thì rẻ 4.000 thôi, 4.400 khoảng tầm rồi, 4.400 khoảng tầm 900.000 Việt Nam đồng, 1 triệu Việt Nam đồng, nhưng mà nó nặng tầm chục cân thì nó hơn 2 triệu cước thế thôi. Đây là một em khác, Pioneer VSA 530. Đây là cũng là một em âm ly màu đen, âm ly AV nha quý vị nhé, nghe nhạc xem phim. Audio video đi nhà xem phim thôi. À, nó cũng giá nó là 5.500 và 1,2 triệu. Con này nặng hơn chút, con này chắc phải 7-8 cân, 7-8 cân. Đấy. Anh 3 tháng 5.500. Âm đi nhà xem phim quý vị nhé. Nó hơi tối màu đen cùng với cái cửa này nên là hơi khó quay một chút. Pioneer VSA 530. Rồi, cái này là một cái đầu cái nút tuna. Tuna là cái kiểu nghe âm ly, nghe FM AM và xem TV thôi, không quay nữa. Cái Victor này cũng là em FM. Rồi, dưới đây là một em
cassette Decky, có cổng cassette của Sony TCVE AVGME475 giá 16.500, tôi đường hộng 3.4 triệu Việt Nam đồng Trung Quốc. Con này có khối lượng tầm 4-5 kg, 1 triệu cước. Con này chức năng ok hết, màu đen này khá đẹp. Đấy, nhưng mà tối hơi khó quay một chút. Đấy, à, bên này có một MTX kiểu cassette này, nhưng mà nhiều người cũng hay hỏi cái kiểu dáng như vậy này. Nhưng mà con này nó là hàng hỏng này. Con này thì điện vào nhưng mà không hoạt động nên thôi em chả quay nữa. Giá là 11.000 cả thuế thì nó cũng tầm 2.3 triệu mà chưa kể cước. Con này nó, con này là 7-8 cân, thế thôi em chả quay nữa nha quý vị nhé. Nếu mà TX V7 này, nếu mà quý vị nào có nhu cầu thì cũng nhắn tin cho em, chụp ảnh lại cho em thì em sẽ xem lại. Chứ bình thường vậy nó nặng vậy em không muốn xem thật. Giữa này là cũng một em Denon DCD này, tại mã DCD 24 bit của thằng Denon DCD 755AE, nhưng con này nó bị hỏng này. Khi mà mở thì cái cổng này nó mở này, nhưng mà nó Zoomicon Comanai nó không đọc, và nó đĩa, cái đĩa này thì nó mở ra mở vào nhưng mà lắp đĩa vào nó không đọc. Đấy, mà nghe dễ chừng thì khi mà nghe thì cái âm nó cũng bị cắt dễ chừng thôi, hỏng thôi, vậy đã bị hao hứng đó. Đây âm ly AV xem nhạc xem phim của thằng Đờn Nông, của Yamaha DSP-HX520. Cái này ít khách hỏi này em, thôi không quay nữa. Đây thì đây là một em Đờn Nông Preampere Premium. Đây là một em âm ly PMA390SE của Đờn Nông, giá 22.000, là 100W nha quý vị, 50 cộng 50, 2 đường ra 50 cộng 50W, 100W. Nên em quay xa chút vì màu đen nó bọc trong túi ni lông nên là hơi khó gì có điều kiện đi kèm nha quý vị nhé. Phụ kiện thì có remote thôi, xe còn không có dây điện đâu. Dây thì nó có một cái dây liền người ta cũng dán sau rồi, còn không có dây rời nên là không có dây rời đi kèm. Nói chung nhìn qua video này hơi khó nhìn một chút, nhưng bên ngoài thì nhìn còn rất là đẹp. 22.000. Con này nặng tầm 7-8 cân á, 5-6 cân thôi, cho đến 7-8 cân. Em sẽ quay xem nó sẽ ở đâu, quý vị cùng xem. Con này thì nó made in China thôi, 100W, sau cũng còn rất là đẹp. Rồi, ở bên này, bên này là một em Sansui AU 607 XTRA nha quý vị nhé. Con này cũng khá nhiều người hỏi, con này nó nặng lắm. Quá trời. Ủa, con này nặng như kiểu 18 đôi 10 cân ạ. Con này thì AU Alpha 607 XTRA nha quý vị nhé. Có giá là 19.820.000, 50.000 tương đương khoảng tầm 4.4 triệu, khá cao. 4.4 triệu, nếu nó xuất lực thì 6 ohm sẽ xuất được khoảng 210W, 8 ohm xuất là 180W. Đấy, thì tần số tận 300 kHz. Con này thì nhiều người hỏi nhưng mà nó nặng, tương đương khoảng tầm 4.4 triệu. Bên này chưa kể nó cước khoảng tầm 4 triệu nữa, 8.4 triệu, khá là cao. Vậy nên là cũng khá căng. Đấy, thì đây là mấy con em quay cho quý vị anh chị cô chú tham khảo trong video ngày hôm nay. Thì nếu anh chị cô chú nào có nhu cầu liên hệ thì số điện thoại Facebook và Zalo em để trên màn hình, hãy liên hệ qua em. Và tất nhiên là những cái thanh toán đặt hàng thì đều qua em hết nha quý vị nhé. Em xin chấm dứt video tại đây, xin hẹn gặp lại trong video lần sau.